Alo, xin chào các tình yêu của CC. Đây các tình yêu ơi, CC thấy sale là CC mua liền cho các bạn à. Thì mua từ từ các bạn, được bạn nào trước thì được ha. Cái áo này CC thích là gì? Nhưng mà các bạn nhớ để CC nhắc, áo này nó có tới nhiều loại. Cái áo này chỉ là một cái áo thun như vậy, nó không có cái phần gen ở đây. No, không có cái phần gen ở đây, nhớ nha. Nhưng áo này thì nó có cái phần lót cái áo ngực cho các bạn, cho nên các bạn không cần mặc áo ngực. Hai cái hoàn toàn khác nhau. CC sợ các chị em lộn rồi mắc công rồi mình gửi tới gửi lui. Y hệt như vậy, 2 giây. Một cái có cái áo ngực ở bên trong và một cái là nguyên một cái phần bụng này ghen, nhớ nha. Màu trắng và màu đen luôn. Thì đây, cái này coi như rồi, giải thích xong rồi ha. CC đang mặc nè, là như vậy. CC đang mặc đó. CC hay mặc áo bỏ trong ha, quen rồi. Bây giờ các bạn mặc một cái áo này ở bên ngoài với cái váy này, bộ này là không có một điểm nào chê luôn nha các bạn. Các bạn biết váy vải xô màu đen hiếm lắm. Cái váy là size small, cái áo này cũng là size small. CC nhớ là CC có hai cái áo này lận đó mà giờ tìm không ra thì để tính sau. Nhưng mà nói chung bộ này là small, áo này cực kỳ đẹp luôn nè, đẹp lắm luôn ha. Đó, các chị em có thể mặc ở bên trong cái áo này thì mặc, còn không thì các chị em có thể mặc một cái áo ngực gì bên trong thật là đẹp thì tùy các bạn ha. Size small áo này ha, áo voan lưới size small, và áo này là dạng áo lót của mình đó. Nhưng mà nhớ nha, nó có cái phần lót ngực ở bên trong. Cái mình vải thun đẹp, độc lạ. Các bạn phải nên nhớ đây là áo lót, cho nên nó hoàn toàn khác hết tất cả những cái áo thun 2 giây của mình mua ở ngoài. Đó, dài lắm. Giờ sẽ cởi bằng cách nào? Thôi, dày đi nè. Cầm lên thì nó như vậy đó. Nhưng mà khi các bạn mặc vào người thì các bạn muốn kéo tới đâu đó các bạn kéo ha. Dài vừa qua mông của CC là như vậy, có 2 cái à, là các bạn muốn áo bỏ bên trong giống như CC mặc như vậy thì tùy, nói chung là các bạn mặc như thế nào cũng đẹp cả. Như vậy bộ này là trên cả tuyệt vời rồi đúng không ạ? Váy đen này có một cái thôi ha, có một cái váy đen và một cái xanh đen, thật đẹp đúng không ạ? Trên cả tuyệt vời các tình yêu ơi. Áo này CC có 2 cái hả? Một cái đen và một cái trắng. Những cái loại áo này nè, họ để chồng chồng lên, không có mạc, không có gì đâu nha. Có vài chị em thôi, vài người thôi, các bạn rất là kỹ. Nhưng mà các bạn không hỏi CC rồi các bạn nghĩ xấu. Các bạn nghĩ rằng là CC gửi đồ cho các bạn không có mạc, không có gì hết. Có nhiều loại áo họ để chồng 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 lên không có mạc gì hết á. Và có một số thì CC cứ mặc ra mặc vào nó rớt mất. Nhớ CC nói nè, CC không phải như người ta đâu. Đồ mặc rồi CC không bao giờ bán. Không phải là CC thôi, nói hoài rồi tôi mong các bạn hiểu đó. CC không có tánh như vậy đâu ha. Thành ra các bạn nào tin mua à, thôi nói vậy đi. CC bán hàng cũng mấy năm rồi, rất nhiều các chị em biết cái điều đó rồi ha. Chỉ có mấy bạn mới thì mấy bạn không biết, nhưng mà nhìn CC là biết rồi. Muốn nghĩ sao nghĩ các bạn ơi, nhưng mà CC là vậy đó. CC không dụ các bạn mua đồ đâu, không có dụ đâu. Bạn nào thích mua à, không dụ. Với lại một điều, mặc rồi
không bao giờ bán đâu ha. Và tiếp theo, mùa hè tới rồi, đây là thời trang mùa hè ở Mỹ đó. Nhưng mà các chị em nhớ nha, lúc nào cũng phải cần những cái áo này, cần lắm nha. Bạn bác sĩ Mỹ của CC ông cứ dặn đi dặn lại CC đó. Các bạn đi ngoài đường nóng hừng hực à, bỏ nó trong giỏ hoặc là quấn ở trên người đi. Khi bắt đầu bước vào cái nhà hàng nào đó, còn đứng ở ngoài để chờ đó, mặc liền vào, đừng có để cái máy lạnh ở nhà hàng nó phà vào người các bạn, cảm liền ngay tức thì, át xì liền ngay tức thì, quan trọng lắm ha. Đi chơi mà để bị cảm là đâu còn vui vẻ gì nữa đâu. Thành ra nhớ nhớ là phải có những cái áo này. Áo này nó nhỏ xíu ở mà, thun lặn cũng được, thun này cũng được, nhưng mà cần lắm. Đang nóng mà đi vào lạnh là cảm liền. Thì đây, bộ này là thời trang mùa hè đúng ý luôn. Quần này dài đó các bạn có thể cắt lên 5 phân thì cái lằn đen ở dưới nó vẫn còn, không sao đâu ha. Rồi là như vậy thôi, vừa rẻ tiền vừa đẹp cho mùa hè. Áo thun, quần này là vải tôn ha. Đây là những cái quần cực kỳ hot, bắt đầu vô mùa một cái CC mua liền luôn, CC mua 20 mấy cái luôn đó các bạn, cái nào sale mua hết. Rồi bây giờ mới bắt đầu có nè đó, rẻ tiền các bạn. Áo này thì quá rẻ rồi ha, quần này cũng rẻ ha, áo khoác này cũng rẻ ha. Rồi xong bộ mùa hè rồi đó. Áo này là size small, áo trắng là size small, quần này là size small. Nói chung là bộ này size small. Cái bản trước là lưng quần tây, ở đằng sau là lưng thun. Các chị em muốn mua gì mua nha, muốn mua áo này mua, muốn mua này mua, muốn mua quần mua, tùy các bạn. Thật là thoải mái, đẹp, dễ mặc, dễ giặt, rẻ tiền luôn. Đơn giản như vậy được rồi. Và tiếp theo đây, quá sức đẹp luôn các tình yêu. Nhưng mà cái áo size small CC mặc rất là vừa, cái váy size medium lận, nó quá sức rộng luôn, lưng thun mà nó rộng khoảng tới 8 phân 10 phân luôn, không mặc được. Váy này là mình vải xô, CC đứng gần cho các bạn xem. Trời ơi nó đẹp vô cùng là đẹp luôn nha, phối được với cái áo này quá đẹp luôn. Thành ra chị em nào size medium mới mua bộ này, size small mặc không được đâu các bạn, tại vì nó rộng lắm. Ngoại trừ cái bụng các bạn hơn CC 10 phân, tức là bụng các bạn phải là 82, 83 gì đó thì các bạn mới mặc vừa cái váy này. Còn cái áo này là ngực CC là size medium mà, CC mặc được là các bạn mặc được, ngực 88 ha. Bộ này dành cho các chị em size medium đi, bụng nhỏ nhỏ mặc không được đâu, tuột đó. Đẹp quá chừng là đẹp cái váy này luôn nè, với cái vỏ nữa nè, trời ơi không còn gì chê luôn. Cái vỏ này là hiệu Nanette nha, bằng da đó các bạn, rẻ tiền, có 98 đô, 50% off, thật là rẻ tiền và đẹp. Bộ này quá xuất sắc luôn, dành cho các chị em size medium, medium nha các bạn. Small mặc không được đâu, small với điều kiện bụng các bạn to thì được, bụng các bạn phải tám mấy á, 82 được. Đẹp quá xin mê cái váy luôn, từng tầng nè, rồi vải này, vải cà tê á, cà tê vải xô đẹp lắm, ở bên trong có lớp lót rồi nè. Bộ cái váy xuất sắc luôn các bạn ơi, mà không có sai. Wow, các bạn nhìn cái váy ở bên trong nè, họ cũng lót một cái mình vải xô rất là đẹp luôn. Váy này thật là sang và đẹp, xuất sắc cái váy này. Chị em nào sang medium nha, mua bộ này. Mà mua bộ này nên mua cái vỏ này, không đáng bao nhiêu tiền mà nó đi một set với nhau, trời đất ơi quá sức đẹp luôn, không còn điểm nào chê luôn đó.
xỉu luôn đẹp lắm nè. Bạn nào mà ngại cái tay xách nách, khoác thêm một cái áo sơ mi nữa nhé, trên cả tuyệt vời. Và tiếp theo đây, các bạn thích không? CC là quá thích luôn, không có điểm nào chê luôn. Đẹp quá các tình yêu ơi. Áo này thì các bạn mua quá nhiều rồi đúng không? Áo này của BB mình vải thun lạnh mà thun 4 chiều nữa, các bạn mua nhiều lắm rồi ha. Thì có một cái nữa nè, BB nè. Và đây là một cái váy trên cả tuyệt vời. Nguyên một cái phần này ôm cái bụng các bạn rồi. Và ở đây nhúng 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 nè. Cái này là mình vải gì đó? Kate. Chắc kate. Này có gì nữa đây? À có túi. Wow, hay à nha. Được được. Túi có dây kéo các bạn. Rồi, để đồ khỏi sợ rớt luôn. Trời ơi, hay nha. À có lý, có lý. Váy này là size X small. Đây là một cái váy đẹp độc lạ đó. Đẹp là nhờ cái mình vải đó các bạn. Cái kiểu mà mình vải rất là lạ, rất là đẹp. Trời ơi, size X small sao CC mặc rộng quá vậy trời. X small mà CC mặc rộng nha các bạn. Rộng á. Nè, rộng khoảng 2-3 phân đi. Bụng chị em nào to hơn CC một chút thôi. To hơn CC 2-3 phân đi. Đẹp quá, đẹp quá, cái váy quá đẹp. Đó. Như dạng váy như vậy nè. Các bạn mặc áo bỏ bên trong, áo sơ mi hỏng trần gian nhé. Chị suy nghĩ cái váy này mặc áo sơ mi đẹp à nha. Áo thun cũng đẹp nhưng mà nhìn nó đơn giản quá, thường quá. Mặc với áo sơ mi trắng, sơ mi tím hoặc là sơ mi có những cái màu bông hay là cái hình lập thể gì đó. Với cái váy này rất đẹp là tại vì cái váy này cái mình vải kate. Trên cả tuyệt vời. Bộ này number one luôn, các bạn xuất sắc luôn. Áo của BB size medium. Cái váy này hiệu gì không biết nữa, biết hiệu ồ mạc đó ta. Không biết các bạn ơi. À không có thấy cái mạc nha các bạn. Rồi chắc văng mất tiêu đâu rồi đó. Đó là bạn nào tin mua nha. Chứ đừng mua rồi nhận được nghĩ bậy ha. Đó, bạn nào tin mua sẽ không sợ thấy cái mạc đâu, chắc văng luôn. Cái váy là size X small ha. Xuất sắc luôn. Và tiếp theo đây các tình yêu ơi. Đẹp quá đúng không ạ? Quần này là của CC, quần này size X small. CC còn một cái này, một cái cuối cùng size small thôi. Thì chị em nào chưa mua thì mua liền ha. Đây. Quần này là không có một điểm nào trên. Cho CC chấm điểm quần này. Trên 100 điểm luôn đó các bạn. Này của CC rồi. Một cái còn kìa. Size small ha. Quần này á, các chị em mặc áo gì cũng đẹp hết. Cái áo này nè, để CC nói, nó đẹp vô cùng đẹp. Mà mặc với những kiểu quần như vậy là đúng luôn. Size small nè. Mà sao nó rộng đến như vậy CC không hiểu luôn các bạn ơi. Cái nách nó tuột tuốt xuống dưới đây luôn. Thành ra với cái áo này nè, các chị em nào bụng to size medium các chị em mặc là tuyệt đẹp luôn đó, tuyệt đẹp luôn, mặc với quần tây nào cũng đẹp hết. Bụng to đi ăn thoải mái, ngồi ăn tự tin luôn. Cái áo này nó là cái dạng nó xòe cho nên các chị em cần phải mặc những cái quần ống rộng suông như vậy hoặc là quần ống loe nó mới đẹp. Thì với cái áo này mặc những dạng quần này là trên cả tuyệt vời rồi. Áo này CC không mặc được nha, tại vì nó quá rộng. Chị em nào size medium mà chị em to mua cái áo này bảo đảm là bạn mặc rất đẹp với quần tây ha. Áo này chỉ có mặc được với quần tây, quần sọt thôi, quần jean. Áo này chỉ có thể mặc quần tây, quần sọt và quần jean thôi. Mặc váy không đẹp. CC thử hết rồi, cũng đẹp đó. Mặc quần
Tuyệt vời. Áo size small nhưng medium mới có thể mặc được. Quần này CC còn một cái. Size small hả? Này của CC chưa tháo mạc nhưng mà đã mặc. Và tiếp theo đây CC mặc luôn cho các bạn xem luôn nè. Các bạn mặc như vậy, đeo cái túi này cũng rất đẹp đó. Kéo dây cao lên, đeo cho ngay đây nè. Rất đẹp ha. Áo thun này là loại thun cô tông, mát lắm, hiệu Mai Cụ Khua. CC có hai cái CC đang mặc là size medium, cái kia là size large. CC có một cái size small, CC mặc cũng mấy tháng này. Tuyệt vời lắm cái áo thun này, mát lắm, rẻ tiền. Và đây là cái quần, quần này là size small nè, cho nên nó rộng. CC phải kẹp lại, rộng khoảng 4 phân ha. Còn cái quần hồi nãy CC mặc là size X small của CC không bán nha. À, để CC nói cái áo bông hồi nãy nó size medium mà CC lộn, cởi ra mới nhìn thấy size medium. Thành ra cái áo đó size medium, các chị em mua mặc với cái quần này size small là number one. Cái áo này size medium và một cái nữa là size large hiệu Michael Kors. Các chị em mặc bộ này, đeo cái túi đeo chéo này tuyệt đẹp luôn. Cái màu các bạn thật là đẹp luôn mà rộng, để được nhiều đồ. Đây là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới này. Đây, như vậy. Thật là thích cái túi này ha, nhẹ nữa. Quần này có túi sâu ha. Đây là dạng quần lưng cao đó. Mặc đẹp lắm các bạn ơi. Áo size medium, quần size small. Thật đẹp ha. Đẹp, phải nói là rất đẹp. Và tiếp theo đây, đây là những dạng quần mùa hè các bạn. Thiệt là thích lắm luôn. Mình phải xoa, mát lắm ha. Cái này nó hơi dài cho nên CC bẻ xuống một like rồi nè. Nè, đó. Đó, chị em nào cao thì các bạn mặc sẽ đẹp ha. Đơn giản chỉ là như vậy cho mùa hè thôi. Đây là kiểu quần nhiều cái lớp trẻ đấy, sồn sồn mà. Tại vì nó rất là thoải mái mà rất là đẹp. Cái này các bạn dễ phối màu lắm ha. Màu cam, màu xanh lá cây, màu hồng, màu trắng, màu đen đều đẹp cả. Với một cái áo thun như vậy thôi. CC mang cúc thấp nè, chứ mang cúc cao kia thì cũng vừa đó. Nếu bẻ xuống một like, các bạn ra đường thấy người ta mặc, người ta bẻ xuống một like nhiều lắm. Đó. Các chị em nào muốn mua những cái dạng quần này thì các chị em nên mua đó, mặc thoải mái, nhất là đi Việt Nam nè, những dạng quần này nè. Đó, dễ mặc, đẹp, có một dứt à, mà nó nhẹ lắm. Thiệt là thích luôn. Tuyệt vời đó, rẻ tiền các bạn. Mặc cái gì đẹp độc lạ thì chúng ta nên mặc. Thật đẹp. Và tiếp theo đây, trời ơi, bộ này quá đẹp các tình yêu mà rộng quá. CC mặc không vừa. CC thích những cái dạng quần vải xô như vậy lắm các bạn. Này là size medium ha. Áo nè, mình vải xô nè. Các chị em mặc đúng nó sẽ lên như vậy nè, nó rất là đẹp ha. Nó phải thấy cái chỗ này nó mới đẹp. Quần này cũng là size medium ha. Quần này là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, còn áo là thương hiệu thời trang ở Mỹ thôi. Nè. Đẹp mê luôn á các bạn ơi. Quần thiệt xuất sắc luôn ha. Hai túi sau, hai túi trước, dài lắm. Cho nên là CC lấy cộng dây thun cột lại đó. Nè. Em size medium mua bộ này nha. Và tiếp theo, bộ này là quá tuyệt vời đúng không ạ? Năm nay là màu này các bạn. Áo này là mình vải xô, rất là mỏng, rất là đẹp. Ở trước là như vậy, ở đằng sau thun có cái bo ha. Và quần này là cái loại quần giống như là vải dù vậy đó, mỏng.
Ở dưới có cái bo. Quần này thì các chị em mặc với bất kỳ áo nào cũng đẹp cả. Bộ này là quá tuyệt vời, bộ này size small cho nên cái quần CC mặc rộng quá. Nhưng mà cái này nó là thun, có dây rút, các bạn muốn rút tới đâu các bạn rút ha. Thì đây là dạng quần mà các chị em nào cũng cần nên mua một vài cái nè. Thật là đẹp luôn. Và cái áo này cũng vậy, áo này thì quá xuất sắc rồi. Áo này mặc cái quần vải xô, váy vải xô đều đẹp cả. Bộ này là trên cả tuyệt vời đó. Áo vải xô, mình vải ni lông, size small. Và tiếp theo, bộ này là quá xuất sắc rồi. Cái áo này thì mua được lâu rồi mà bây giờ cái quần mới mua được đó các bạn. Bộ này là một bộ ấm. Các chị em đừng có mang cái đôi này mà hãy mang cái đôi bata ha. Quần này á là một cái loại vải thun chứ không phải là cái loại vải ấm như vậy nha. Vải thun, thun mát, mỏng. Áo là cái loại ấm. Tại vì cùng một thương hiệu CC phối như vậy đó chứ không phải là một bộ nha. Quần này cái thun có cái bo cho nên rất là dễ mặc. Bộ này size small. Áo small, quần small ha. Nè. Thật là tuyệt vời bộ này. Có một bộ thôi chị em làm nhanh mua được ha. CC nói chung là mặc được đó nha. Có dây rút nè. Thật là tuyệt vời bộ này. Rebook ha. Trên cả tuyệt vời. Áo là dạng ấm, quần là dạng thun thôi. Đẹp ha. Xuất sắc luôn đó. Và tiếp theo đây. Các chị em cần mua cái quần này nè để thưởng thức, để cảm nhận được cái mình vải của cái quần này. Vải phi cũng không phải phi mà CC không biết gọi là cái vải gì. Mà thật là mát và thoải mái. Này là size small đó các bạn. Quần dài lắm, CC phải lấy thun cột lại ha. Quần này nó giống như là vải phi bóng vậy đó các bạn ơi, nhưng mà biết phải không? Nói chung là cái dáng quần này đẹp lắm. Nè, các chị em nhìn hình họ mặc nè. Mặc áo thun ba lỗ cũng rất đẹp ha. Mặc áo kiểu cũng đẹp. Tại vì đây là cái dạng nó giống như là vải phi bóng vậy đó, nhưng mà không biết phải không nữa. Cho nên CC phối với lại cái áo muslin này. Tại vì có nhiều bạn cũng đâu có mặc được áo thun ba lỗ đâu. Những cái dạng thun ba lỗ hoặc là áo thun hai dây, áo thun ôm á, thì các bạn phải không có cái bụng các bạn mới mặc được. Còn các bạn có cái bụng thì đâu có mặc được. Cho nên đó là lý do CC mà có được những cái áo kiểu. CC sẽ lấy phối lại với cái quần để cho các bạn mặc được. Áo này là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới nha. Hiệu này đắt tiền lắm. Còn cái quần này là quần thời trang ở Mỹ. Hai cái màu này đi với nhau rất là đẹp và sang vô cùng luôn. Áo mình vải muslin, tay cánh tiên, cánh bướm gì đó, rất là đẹp ha. Bỏ ra ngoài là như vậy. Các chị em có thể mặc áo bỏ ra ngoài. Áo này hai lớp ha. Ở đằng sau có cái nút cài lại. Các chị em muốn mua áo thì mua, muốn mua quần thì mua, muốn mua nguyên bộ thì mua ha. Size small. Nên mua cái quần để thưởng thức cái mình vải này. Và cái áo này thì quá đẹp rồi, với thương hiệu nổi tiếng như vậy cũng nên thưởng thức lắm. Bộ này size small ha, tuyệt vời bộ này đó. Và tiếp theo, bộ này quá đẹp các bạn ơi. Jean là mùa nào cũng mặc được ha. Ai mặc đồ jean cũng đẹp hết. Nhất là quần sọ. Quần jean, váy jean, áo jean. Nhưng mà CC thì mặc quần jean bó không đẹp, nhưng mà quần jean ống rộng, suông CC mặc được nha.
Thì đây, đồ jean thì chúng ta chỉ mặc đơn giản thôi, chỉ là cái váy với những cái áo thun như vậy, hoặc là các bạn mặc váy jean, áo sơ mi trắng bỏ vào trong tuyệt đẹp luôn đó. Áo này size medium, váy này size small, nhưng mà CC mặc rộng tới khoảng 8 phân luôn. Ở đằng trước là cái bản lưng quần tây, ở đằng sau là lưng thun. Các bạn nhìn kỹ đẹp lắm. Váy này là bán bao nhiêu cái rồi? Mê nó các bạn, mà không có size nhỏ. Nhỏ nhất là small mà CC mặc không vừa. Như đây đủ đẹp các bạn. Đi du lịch chơi ha. Đi du lịch là như vậy thôi. Vậy là quá đẹp luôn. Khoác thêm cái áo này nữa, phòng hờ lỡ chiều tối trời có lạnh. Các bạn nên nhớ, khi mà các bạn mặc váy jean hoặc là quần jean thì cái áo ở bên trong lúc nào nó cũng phải dài hơn là cái áo jean, nó mới đẹp ha. Một là các bạn mặc then top luôn ngắn ở trên, hai là nó phải dài, chứ hai cái đừng có bằng nhau. Cái này là CC không có biết đâu, nhưng mà ở trong mê xì cái cô đó cũng nói cho CC biết là như vậy là mới đẹp các bạn. Đẹp ha. Bộ này là size small, cái áo đen là size medium thì phải. Thường những cái dạng áo này nó là double size không à. Bộ jean size small, áo CC mặc vừa y, nhưng mà cái váy CC mặc quá rộng ha. Rộng tới 8 phân nha các bạn. Váy này tuyệt đẹp luôn đó các bạn. Váy này bán nhiều lắm rồi, bán chắc cũng 6-7 cái vậy ha. Đẹp quá, mà CC mặc không vừa, thiệt là tiếc luôn. Họ nối 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 rất là đẹp luôn ha. Thật là tuyệt vời bộ jean này. Size small hoặc là các bạn medium các bạn cũng mặc được, tại vì cái áo này là medium mà, còn cái váy thì quá rộng. Váy này bụng các bạn 80 các bạn mặc được đấy, hơn 80, 81, 82 mặc được ha. Xuất sắc bộ này luôn. Và tiếp theo đây, cái váy này với cái áo khoác này quá đẹp luôn. Các chị em mua cái váy này nhiều lắm rồi nè, rất là nhiều bạn đã mua cái váy này, có màu kem và màu đen ha. Thì đây là cái áo khoác mà các chị em cần mua đó, để cho nó đi chung với cái váy này nó mới đẹp. Cái áo này, đây là những cái hộp họ ép, họ dán gì đó CC không biết, thành ra các chị em mặc mặc nhiều lần giặt sấy, nếu mà cái hộp nó có rớt hoặc là nó có gì đó thì mình phải chịu thôi. Chịu chơi là như vậy các bạn. Hoặc là gì đó thì đừng có đổ thừa CC nha, không thể đổ thừa được ha. CC đi shopping cũng như các bạn đi thôi à. Mình thấy đẹp thì mình mua, rồi khi mình mặc rồi quá hết tình thì tính sau ha. Thì cái áo khoác này với cái váy này là quá sức đẹp luôn đó. Chị em nào mà mua cái váy này rồi thì bây giờ muốn mua thêm cái áo khoác này thì mua ha. Hoặc là chị em nào mà chưa có thích thì mua bộ này. Cái áo đen bên trong thì các bạn có nhiều rồi đúng không? Các bạn mặc. CC mặc cái áo đen này vào, CC mới phát giác ra một điều. Thì để CC nói cho các bạn luôn. Các bạn thấy rõ ràng cái cổ nó bị lệch không? Đó. Khi mà chúng ta cầm lên chúng ta mua, chúng ta đâu có thấy được nó lệch như vậy, ngoại trừ các bạn mặc thử. Nè, bây giờ mang về nhà, CC mặc vào, CC mới thấy nó bị lệch. Đó, trong mê xì bán mà còn bị lỗi như vậy nè. Nhưng mà anh này mua lâu rồi, không biết mua hồi nào nữa. Cho nên là thôi, CC cũng không có muốn mang ra để trả hay để đổi gì đâu các bạn. Rõ ràng các bạn thấy bị lệch rất nhiều ha. Thành ra đồ CC bán cho các bạn là CC cần mặc thử, rồi CC phải nhúc nhích, phải làm đủ các thứ hết trơn đó đó.
để coi nó có thoải mái hay không, nó có good không, CC mới bán cho các bạn. Thì điển hình là cái áo này, CC mặc vào người mới phát hiện ra là nó bị lệch, cái cổ tim lệch, cho nên cái áo này sẽ mang ra cho Goodwill để người ta bán đồng hai đồng gì đó, ai mặc được đó thì mặc. Còn mới nè, còn mặc đàng hoàng nha. Đó. Chứ không bao giờ mà nó bị như vậy mà CC biết, mà CC bán cho các bạn đâu, không bao giờ đâu các bạn. Cứ tin CC đi, ngoại trừ những cái lỗi gì đó CC không nhìn thấy được, CC ship cho các bạn. Nhưng mà lỗi đó không phải là lỗi do CC gây ra thì mua sao bán vậy người ơi. Còn nếu mà nó bị cái gì quá đó thì lúc đó chị em mình nói chuyện với nhau ha. Đó. Thì đây. Nè, rõ ràng không? Thành ra khi các bạn đi mua cũng vậy. Mình cầm lên thì mình nghĩ ok áo thun ba lỗ cái nào cũng như nhau, cứ cầm lên rồi mình đi ra tính tiền thôi, nhưng mà không có đâu. Đó, về là bỏ. Còn nếu không các bạn tốn thêm một ngày trời các bạn đi ra để trả nữa. Thành ra CC nói để cho các bạn yên tâm là đồ CC mặc ở trên người cảm nhận được nó như thế nào CC mới bán cho các chị em ha. Thì đây nha, cái váy này nè, mặc đẹp lắm các bạn. Váy này CC bán nhiều lắm rồi. Nó có hai màu, màu kem và màu đen ha. Mang guốc này thì vừa đó, size small, lưng thun. Nè, mặc như vậy thôi, đủ đẹp rồi. Áo ở nhà các bạn có ha. Các bạn mặc áo đen, áo kem, áo nâu. Đó, rồi các bạn khoác cái áo này. Cái áo này là cần lắm nha. Bây giờ là mùa hè, cho nên rất là cần ha. Nghe nói như vậy mọi người hơi ngạc nhiên ha. Nhưng mà ông bạn bác sĩ Mỹ CC cũng dặn rồi đó. Đừng để bị cảm. Thì đây nha. Đó, cái áo khoác này chị em nào muốn mua thì mua. Cái váy này chị em nào muốn mua thì mua ha. Cái áo này là cho ra ngoài Goodwill. Và tiếp theo, bộ này rất sang và rất đẹp nè. Bộ này là size medium. Áo là mình vải phi bóng, áo sơ mi á. Váy này là ở bên trong cái lớp này nó là thun, nó có kim tuyến, ở bên ngoài phủ một lớp von, thành ra là mình nhìn nó hay hay đó các bạn, thật là đẹp nè, đúng không? Thật đẹp bộ này các bạn, đẹp mà đẹp lịch sự á, đẹp, phải nói là bộ này đẹp đó. Size medium ha, váy lưng thun rộng lắm. CC mặc rộng khoảng 10 phân ha. Tức là bụng các chị em nào khoảng 82 đi. Rồi, bộ này mặc rất là dễ thương luôn đó. Cái áo sơ mi với cái váy thật là đẹp luôn. Với cái áo này, các chị em có thể mặc được với cái quần này nè. Đó, các bạn thấy đúng màu không? Thật là đẹp luôn. Quần này là hơi dài, cho nên các chị em nào mà cao cao một chút thì mà áo bỏ ra ngoài cũng rất đẹp luôn nè, thấy không? Tuyệt đẹp nha các bạn. Đây, bạn có thể mua cái quần này và cái áo này. Thật là đẹp luôn đó. Quần này là vải tôn ha. Mùa này là mùa của những cái quần này. Quần này size small nha các bạn. Mặc được với áo cam, áo xanh, áo đen, áo kem, áo trắng luôn. Mang guốc cao lên, CC nghĩ vừa đó, tại CC mang guốc thấp nè. Đây nha, đây là quần của mùa hè mình đó. Trời ơi, mặc mê lắm các bạn ơi. Mát lạnh nè, vải tôn. Size small ha. Áo này là size X small. Áo sơ mi. Áo này CC mua lâu rồi đó, để dành đó. CC định để lại mặc. Nhưng mà thôi phối với lại cái váy này. Size X small mà CC mặc thật là rộng luôn nè. Rộng. CC mặc rộng lắm nè, rộng lắm ha. Áo này là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đó các bạn. Áo sơ mi, mình vải phi bóng. Size X small.
Váy này là váy thời trang ở Mỹ. Size medium. Cái quần này là thời trang ở Mỹ cho mùa hè. Size small. Áo X-small, quần size small mặc được. Chỉ có cái váy này thì rộng quá ha. Cái áo này các chị em muốn mặc như vậy hoặc là các chị em cột lên, áo bỏ vô trong đều đẹp hết ha. Nhưng mà CC thấy cái áo này mặc với cái quần này đẹp nè. Rất đẹp luôn á. Tuyệt vời ha. Trời ơi, bộ này đẹp quá các tình yêu ơi. Thật là đẹp luôn. Áo cổ nè, mê không các bạn? Chị em nào có ngực mua cái áo này. Thích cái áo này là nó ngắn như vậy nè, ngay cái lưng váy luôn. Trời ơi, tuyệt đẹp luôn. Nè, CC mặc áo này quá đẹp đúng không? Trước khi CC mặc, chị em nào muốn mua thì mua nha. Kiếm được những cái áo nó vừa như vậy nè, mà nó ngắn ngay cái lưng váy luôn, khó lắm. Tại vì nó size medium lúc nào cũng phải dài, mà cái này nó ngắn quá, wow, thiệt thích luôn đó. Và cái váy này đẹp quá các bạn. Váy này là mình phải show. Cái váy quá đẹp luôn á. Bộ này là đẹp xuất sắc nha. Trời ơi, mặc bộ này tự tin luôn đó. Thật là đẹp bộ này các bạn. Quá đẹp luôn á. Trên cả tuyệt vời. Áo size medium, váy size small ha. Lưng thun. Thật là tuyệt vời bộ này luôn. Tuyệt vời luôn. Thiệt là thích đó các bạn. Và tiếp theo đây, bộ này thật là đẹp và lịch sự vô cùng luôn các bạn ơi. Bộ này là size small. Những loại váy như vậy là loại váy sang, cho nên các chị em cần phải mang guốc, mang high heel, không mang dép được ha. Cái loại váy mà để mang dép kéo lê là loại váy khác, còn đây là những loại váy không thể mang dép được. Xếp ly nhuyễn, thật là nhuyễn, thật là đẹp luôn. Cái váy này mặc với cái áo này quá đẹp luôn, không còn điểm nào chê không các bạn. Trên cả tuyệt vời bộ này. Size small ha. Áo này là mình vải xô nhúng. Sang, áo quá sang. Váy này là mình vải xoa cát. Trời ơi, CC chỉ biết nói như vậy thôi à. Đẹp quá. Đẹp mà đẹp sang á, đẹp lịch sự. Size small ha. Và tiếp theo. Bộ này quá đẹp luôn. Bộ này đó là các chị em đi ra đường thấy người ta mặc rất là nhiều, nhất là mấy cô trẻ trẻ đó ha, Mỹ trắng mặc thôi. Phải nói là xuất sắc luôn. Mang bút nha các bạn, chứ đừng mang đôi này ha. Chỉ là cái áo thun như vậy thôi, nhưng các bạn phải mặc làm sao mà cho nó ngắn tới cái lưng váy để thấy được cái chữ Calvin Klein. Cái áo thun trắng CC đang mặc là double size small medium. Cái váy này là size small hiệu Calvin Klein, nhưng mà CC mặc rộng khoảng 4 phân ha. Cái bụng bạn nào to hơn CC khoảng 4 phân thì bạn mặc cái váy này rất đẹp. Váy này là bán quá nhiều rồi ha. CC chưa có cái váy này nữa đó. X small CC mới mặc được. Cái này small mặc không được. Rộng ha. Nè. Đó. Rộng khoảng 4 phân. Thì khi các chị em mặc như vậy, các chị em khoác cái áo sơ mi trắng. Đây cũng là hiệu Calvin Klein, size small. Áo này ở dưới lai có chữ Calvin Klein. Các chị em mặc quần jean, khoác cái áo trắng này đẹp lắm. Áo này là chỉ áo bỏ ra ngoài thôi, tại vì nó có cái chữ Calvin Klein đó. Nếu các chị em mặc sợ hở thấy cái bụng, cài một cái nút ngay cái bụng thôi. Tuyệt đẹp luôn, không còn gì bằng luôn. Bộ này là xuất sắc nha các bạn. Với cái áo ngoài, áo sơ mi nè, mặc với váy jean cũng rất đẹp luôn á.
là tại vì nhờ nó có cái chữ Calvin Klein xanh. Xuất sắc ha. Coi như nguyên một bộ này là size small. Áo sơ mi hiệu Calvin Klein, váy hiệu Calvin Klein, cái áo thun này là áo thun thời trang ở Mỹ ha. Các bạn nhớ nha. Size small, CC mặt rộng. 4 phân. Tuyệt vời ha. Quá đẹp luôn. Và tiếp theo đây. Trời ơi các bạn ơi, cái áo này nè. Nó đẹp quá chừng là đẹp luôn các bạn. Nhưng mà CC mặt không vừa. Size small nè. Mà nó quá sức rộng luôn nha. Chị em nào ngực chắc 100 luôn á, mà to đó, bạn size medium chắc bạn mới mặc được cái áo này. Áo này là mình vải xô. Trời ơi, thật là sang và đẹp cái áo này nha. Đây. Tuyệt đẹp cái áo này luôn nha các bạn. Thương hiệu này nổi tiếng lắm luôn, nổi tiếng trên thế giới. Nè. Quá sức đẹp nha. CC không mặc được nha các bạn. Các bạn nào size medium, các bạn to đó, các bạn mặc được ngực 100 luôn. Áo này mặc với quần jean nè, các bạn thấy đẹp không? Quần jean nè, quần tây nè, quần sọt nè, váy đầm nè, váy jean cate xô gì mặc cũng đẹp hết cả, xuất sắc luôn đó. Cái kiểu áo này hãng nào cũng có hết, Nanette cũng có nữa, hồi đó bán một cái rồi đó. Xuất sắc cái áo này nha. Mình vải cate xô, size small nhưng mà small sẽ không mặc vừa. Chị em nào muốn mua thì mua với điều kiện ngực 100 luôn á, ngực 100 mà các bạn size medium thì các bạn mới mặc được ha. Và tiếp theo đây, quá đẹp đúng không ạ? Trời ơi, cái quần jean này mê luôn nha. Quần jean này cái kiểu của người ta săn lên nha, chứ không phải là CC săn đâu. CC mặc vừa y luôn các bạn. Chỉ có cái bụng nè, nó hơi chỗ này ra một chút thôi, nhưng mà ok, không sao đâu, mặc được đó. Đây là quần có chất liệu thun. Các bạn thấy CC mặc đẹp không? Thật là đẹp cái quần jean này ha. Trước khi CC mặc thì chị em nào cũng mua mua. Đẹp quá là đẹp luôn. Trời ơi, CC mặc quần này mê luôn đó. Với cái áo thun vàng nữa. Đẹp quá. Bộ này tuyệt vời nha các bạn. Không còn một điểm nào chê bộ này luôn. Bộ mông nè. Đó. Độ mông đó. Wow, tuyệt vời các bạn ơi. Đẹp quá. Quần này đẹp quá các bạn. Quần này thật đẹp luôn. Này hiệu gì xin xin biết nữa, mà hiệu này cũng đắt tiền lắm nè, 98 đô cái quần này đó. Quần quá sức đẹp luôn, phải nói là cái quần quá đẹp mà cái áo cũng đẹp nữa đó. Trước khi xin xin mặc bộ này, chị em nào muốn mua thì mua nha, quá đẹp. À, tiếp theo đây, trời ơi, quá là dễ thương luôn. Đó, mặc đơn giản như vậy nè, thoải mái, thiệt là thích luôn. Áo là size medium. Hai lớp ha, lớp trong là thun, ở ngoài là mình vải kate xô đó. Đẹp lắm các bạn nhìn kỹ, đẹp lắm luôn á. Kiểu rất là trẻ trung và xinh đẹp ha. Áo size medium, quần size small, petite. Bơ tít cho nên CC mặc cái chiều dài vừa y à các bạn ơi. Các chị em nên mua cái quần này để thưởng thức ha. Không, ăn mới nói là thưởng thức đúng không? Để cảm nhận được cái mình vải mới này. Mê lắm. Không phải thun lạnh, không phải vải tôn, không biết là gì luôn, không phải vải xoa luôn. Không biết là gì luôn các bạn. Màu trong phone mình sáng quá, màu ngoài nó tối xuống chút nha. Trời ơi, bộ này là quá tuyệt vời rồi. Đơn giản mà thật là đẹp. Quần này hả? À, có túi trước nè. Túi họ chưa có cắt ra, các bạn tự cắt ra rồi thọc tay vào túi. Thật là đẹp cái quần này nha các bạn. Rất là đẹp luôn đó.
Trời ơi, Sisi thiệt thích cái quần này ha. Các chị em có thể mua áo, hoặc là mua quần, hoặc là mua nguyên bộ, tùy các bạn ha. Quần đẹp quá, Sisi mặc vừa y à nha. Quần là small petite, áo là size medium. Và đây, bộ này size small nè, áo mình vải xô, váy mình vải xô. Quá đẹp bộ này. Chị em nào yêu thích vải xô thì chắc chắn là bạn thích bộ này rồi. CC là mê những dạng như vậy lắm các bạn ơi. Bộ này, cái áo này CC bỏ áo ra ngoài. CC ít bao giờ mà bỏ áo ra ngoài lắm. Nhưng với cái áo này và cái váy này là bắt buộc phải bỏ áo ra ngoài. Thật là đẹp bộ này các bạn, không biết nói gì luôn. Bộ này đó, CC mặc vào nhìn cao quá ha, cao lén, là tại vì nó nhiều tầng nữa các bạn, mà nó là mình vải xô nữa. Các bạn mặc mình vải xô, mình vải kate, nhìn các bạn cao lắm, mà nhất là nó có tầng như vậy nè, nhìn cao lắm. Đây nè, bộ này là không một điểm nào chê luôn. Trước khi CC mặc thì chị em nào muốn mua thì mua ha. Bộ này là trên cả tuyệt vời đó. Trời ơi, mê luôn á. Bộ này là size small. À quên nữa. Đây, cái lưng là nguyên một cái bản thun họ may. Chỉ thun. Và đây là cái dây buộc nơ thôi ha. Thật là đẹp luôn. Tuyệt vời các bạn. Phải nói là tuyệt vời. Sẽ thử qua một cái kiểu này. Hai cái vải xô đi với nhau đẹp. À, như vậy cũng đẹp nè các bạn thấy không? Đó. Thành hai kiểu rồi. Rất đẹp luôn. Các bạn có thể dùng cái sợi dây của cái váy mặc ra ngoài như vậy. Wow, thật là xuất sắc, thật là đẹp ha. Không còn điểm nào chê bộ này hết. Trên cả tuyệt vời, size small nha. Và tiếp theo, váy này là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. CC không biết giật làm sao đó nó giằng mất cái nút nè, cái nút này. Các bạn nào mua về gắn cái nút giùm cho CC ha, CC bỏ trong túi nè. Đây là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, hiệu này các bạn mua nữ trang nhiều lắm. Váy này size XM sang, thật là sang luôn. Váy này một cái duy nhất. Size XM mà CC mặc rộng lắm nha. Nè, rộng, lưng thun, váy này ăn gian size được. CC mặc rộng ít nhất cũng phải là 4, 5 phân gì đó. Váy này quá sức sang luôn đó các bạn. Mình vải nó vừa giống như là jean, mà nó cũng là vừa giống như quần tây, mà nó làm sao nó có chất liệu thun. Phải nói là quá tuyệt vời cái váy này. Phải nói là cái váy này quá sức tuyệt vời nha các bạn. Quá đẹp luôn. Đẹp mà sẽ không biết nói gì luôn. Váy này vừa sang, vừa đẹp, vừa lịch sự. Cho nên chỉ có thể mặc được áo sơ mi trắng thôi, hoặc là áo sơ mi đen thôi. Váy này mặc áo thun không đẹp đâu các bạn. Váy này là chỉ có mặc áo sơ mi thôi.
Quá đẹp luôn. Áo sơ mi này là thời trang ở Mỹ ha. Rất là đẹp luôn. Mình vải kate. Trời ơi, váy đẹp mê luôn. Mặc áo sơ mi trắng. Quá là lịch sự luôn. Hộp nút nha, nhớ đó. Ở trong túi nè. Phải nói là bộ này quá đẹp các bạn. Áo size small, váy size X small. Và tiếp theo là bộ này. Không có một điểm nào chê bộ này nè. Để xin nói cho các bạn nghe là vì sao mà không có thể nào chê nha. Áo là hiệu Michael Kors, size small, mình vải xoa cá nhưng mà rất mát, rất là mịn. Cổ tim nè, có mấy cái hộp nút ở đây. Ăn tiền là ở cái gì? Đây đây đây. Áo này có cái bo. Cho nên chúng ta mặc nó sẽ che được cái bụng cho các bạn. Bạn nào mà không quen áo bỏ trong quần thì đây chính là cái áo các bạn cần mua. Vì nó có cái bo nó giữ ở đây rồi thì giống như là bạn bỏ áo ở bên trong quần. Kế tới là cái quần. Quần này size 6 bơ tít. Đây là dạng quần ống loe các bạn. Nó ôm ở mông các bạn, cái nó óp óp vô dưới nó lê loe ra. Trời ơi, bộ này tuyệt vời luôn. Nè, nó có hai cái nút. Nó rất là giống với cái áo, cũng là cái nút vàng tròn. Cái này nút vàng, cho nên CC phối như vậy. Cái dáng quần thật là đẹp ha. Rộng quá CC mặc không vừa, tại vì nó là size 6 lận, 6 bơ tít. Cho nên các chị em mặc vừa, cái mông sẽ căng ra, sẽ rất đẹp nè, các bạn nhìn ở đằng trước nè. Đó, CC bóp lại đó mà các bạn thấy, nó thẳng tắp luôn nha các bạn. Phải nói là cái quần này quá sức đẹp luôn. Bộ này đều đẹp luôn. Bộ này là mặc đúng luôn đó các bạn, đúng luôn nè. Các bạn thấy quần ống loe không? Tuyệt vời bộ này luôn. Áo là một thương hiệu nổi tiếng. Quần này là thời trang ở Mỹ thôi. Quần này thì rẻ tiền, cái áo này mới hơi đắt một chút. Không còn điểm nào chê bộ này. Lần đầu tiên CC mới có được một cái quần ống loe như vậy đúng không? Quá đẹp, phải nói là đẹp. Áo hiệu Michael Kors, size small, quần thương hiệu thời trang ở Mỹ. Quần này có chất liệu thun, ăn gian size được đó. Size 6, bờ tiết, xuất sắc luôn. Và tiếp theo, bộ này thì không có một điểm nào chê rồi đúng không ạ? Phải nói là trên cả tuyệt vời. Trời ơi, các chị em mà sờ tay vào cái quần này là các chị em mua liền ngay tức thì luôn. Nguyên một cái bản lưng là thun. Thẳng tắp luôn, mông nè. Ôi, phải nói là quá sức đẹp luôn. Cái áo cũng đẹp, cái áo cổ tim đẹp quá ha. Vừa ngay với cái lưng quần. Trời ơi, bộ này là phải nói là quá xuất sắc luôn. Đẹp quá. Áo này là double size small medium. Quần là size small. CC mặc hơi rộng một chút nhưng mà nói chung cũng mặc được. Trời ơi, quần mê luôn các bạn ơi. Không còn một điểm nào có thể chê bộ này. Trên cả tuyệt vời. Thật là xuất sắc luôn. So sexy. Và đây, bộ này cho mùa hè là xuất sắc luôn các bạn ơi. Nổi tiếng trên thế giới ha, BG. Thật là đẹp nha các bạn. Bạn nào mà có ngực mặc cái áo này là khỏi chê luôn. Mà áo này là khỏi đụng hàng luôn. Và đây là cái quần vải xô. Quần này là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới luôn. Quần này là hiệu Mass Studio. Dài nha. Dài một một gấu như vậy, một cái lưng á. Đó. Đó. Nếu mà CC bẻ xuống một cái lưng như vậy
Thì là mặc vừa luôn, mang được guốc này là mặc vừa luôn. Quần này là size XS, nhưng mà đây là dạng quần rộng, suông mà rộng, cho nên là CC mặc được. Chỉ có cái là dài, dài một cái lưng ha. Nè, đó các bạn thấy không? Đây là dạng quần rộng mà. Đó, thành ra mặc là rất là đẹp luôn. Mặc những cái như vậy nè, nhìn nó hay, nó lạ, giống như là đẹp độc lạ vậy đó. Nếu các bạn đi, các bạn thấy cái áo này không, các bạn không mua đâu. Nhưng mà CC mua là tại vì CC coi được nhiều model họ mặc lắm. CC xuyên lắm các bạn, ngày nào CC cũng vô coi hết á. Đó. Đó. Mặc những kiểu như vậy nè, nó mới là đẹp độc lạ nè. Thích lắm các bạn. Bạn nào size medium mua được bộ này, bạn nào size small vẫn mặc được bộ này. Tại vì ngực CC là 88, CC mặc vừa y luôn, áo mặc vừa như may luôn, mà chiều dài cũng vừa nữa nè, như vậy nó mới sexy, nó mới đẹp nè. Còn cái quần thì vừa hết luôn, quần là hiệu Mass Studio ha, chỉ có cái dài thôi, dài một like thì cắt vậy thôi. Đó, thành ra là X-more ngực 88 mặc được, small mặc được, medium mặc được, quần bãi xô thật là tuyệt vời. Bộ này quá đẹp đúng không? Không có một điểm nào chê bộ này đó các tình yêu. Bộ này là size small, bộ này á, là CC cần các bạn nào cao, vì các bạn cao thì cái áo các bạn mặc nó sẽ ngắn lên một chút, nó sẽ đẹp. Còn CC mặc thì nó hơi bị dài này, đó, ngắn lên một phân nữa thôi. Trời ơi, cái áo quá đẹp. Ở đây họ cuộn sẵn lên cho mình rồi ha, thật là đẹp cái áo luôn ha. Áo nhìn đẹp quá các bạn. Áo này các chị em mặc với lại váy ôm màu đen cũng đẹp nha. Quần tây đen nè, quần tây trắng nè, váy vải xô trắng cũng đẹp nữa. Áo rất là đẹp luôn ha. Một bộ này là size small. Cái quần nè, size small. Đây là quần đi làm mà chị em nào cũng phải mặc ở Mỹ nè. Thành ra là nó bền, vô cùng là bền ha. Mà mặc thoải mái lắm. Size small. Quần này CC mặc rộng khoảng 20 phân. Đúng không ta? 15 đi. 15, 17 phân gì đó. Đây là dạng quần tây nha, thun quần tây có túi nè. Các chị em ở Việt Nam nên mua những loại quần này. Quần này các chị em đi làm ngồi văn phòng cũng được, các chị em buôn bán ở ngoài chợ cũng được, mặc thoải mái lắm. Đây là dạng quần tây đi làm đó, vừa rẻ tiền vừa thoải mái. Các bạn biết với Mỹ mà 8 tiếng đồng hồ họ phải mặc một bộ đồ đó, một cái quần đó, thì tức là cái mình vải đó là phải tuyệt vời lắm. Tại da của người Mỹ á, nó dễ bị này bị kia lắm các bạn. Đó. Thành ra đây là những kiểu quần mình vải các chị em nên muốn, các bạn ở Việt Nam nên mua những loại quần này mặc, tại vì bền lắm luôn các bạn ơi, bền lắm luôn đó. Cho vào máy giặt giặt thoải mái luôn, mặc đi làm. Các bạn mua mấy cái thay đổi nhau mặc đi làm, mặc hoài luôn. Thích lắm các bạn, nên mua đó mà rẻ tiền. Những cái nào mà CC nói các bạn nên 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 rất là nên mua là mua thời trang ở Mỹ, nhưng vì nó là quần cho người ta mặc đi làm, cho nên nó vừa bền, vừa rẻ, vừa đẹp. Mua quần nha. Còn cái áo này thì rất đẹp rồi, thì chị em nào muốn mua thì mua. Bộ này là size small ha. Và tiếp theo đây, quá hấp dẫn đúng không ạ? Áo này là áo lót đó. Trời ơi, cái mình thun sờ vào là mê luôn, là phê luôn đó các bạn. Cái áo này nó có cái ren ren một chút ở đây, cho nên nó rất là đẹp. Áo lót nha, đây là áo lót, nhưng cũng là áo mặc đi ra đường được.
hoặc là các chị em mặc nguyên một bộ vest, mặc cái áo này bên trong cho CC đẹp lắm các bạn ơi. Áo này đắt tiền lắm, không on sale các bạn mua khoảng 50 đô một cái đó. Đó, không một điểm nào chê cái áo này. Và đây là cái quần Mass Studio size X small. CC mặc rất là vừa nhưng mà chiều dài thì quá dài. CC bẻ lên tới hai cái lưng lửng á. Hai lưng lửng nha, nè. Một lưng nè, hai lưng. CC bẻ lên hai lưng thì cái đáy cũng vừa luôn, chiều dài cũng vừa luôn. Quá xuất sắc đúng không ạ? Chị em nào cao mặc bộ này đẹp lắm luôn đó. Quần này là vải xô ha, với một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Và cái áo này là không còn một điểm nào có thể chê được. Mê luôn các bạn ơi. Đây. Áo này nó cũng là cái dạng thun, nó ôm sát người mình lắm. Đẹp lắm các bạn ơi. Mê luôn, áo này có hai màu, màu trắng và màu đen. Cái màu trắng hôm bữa hình như bán. Còn màu đen này. Tuyệt vời ha. Bỏ áo ra ngoài cũng đẹp. Bỏ áo vào bên trong cũng đẹp. Áo size small, áo lót ha. Small petite. Áo lót. Quần size X small. Hiệu Mass Studio. Trên cả tuyệt vời.